Anh Kim Đồng. Kim Đồng tên thật là Nông Văn Dền, người dân tộc Nùng, quê ở thôn Nà Mạ, xã Xuân Hòa, nay là Trường Hà, Hà Quảng, Cao Bằng. Anh là một trong 5 đội viên đầu tiên của đội Nhi Đồng Cứu Quốc thôn Nà Mạ và cũng là tổ chức đội đầu tiên của đội ta được thành lập khi mặt trận Việt Minh ra đời 1941 trong buổi thành lập đội. Kim Đồng được bầu làm tổ trưởng. Kim Đồng là con trai út của một gia đình nông dân nghèo. Bố mất sớm, anh trai tham gia cách mạng và hy sinh khi còn trẻ. Từ năm 1940, ở quê Dền đã có phong trào cách mạng. Dền được anh trai và anh cán bộ như anh Đức Thanh giác ngộ cách mạng. Dền đã theo các anh làm các công việc canh gác, chuyển thư từ. Nghe nói chuyện về tội ác của quân giặc, nhờ đó Dền đã sớm giác ngộ cách mạng và trở thành một liên lạc viên tin cậy của tổ chức đảng. Dền đã mau chóng làm quen với cách thức làm công tác bí mật. Nhiều lần đưa chuyển thư từ, đưa đường cho cán bộ lọt qua sự bao vây, canh gác của địch. Năm 1941, Bác Hồ về Bắc Bó, Kim Đồng từng được gặp bác ở căn cứ cách mạng. Bước sang năm 1943, bọn địch khủng bố, đánh phá dữ dội vùng Bắc Bó. Trong một lần đi liên lạc về, giữa đường gặp lính địch phục kích gần nơi có cán bộ của ta, Kim Đồng đã nhanh trí nhử cho bọn địch nổ súng về phía mình. Nhờ tiếng súng báo động ấy, các đồng chí cán bộ ở gần đó tránh thoát lên rừng. Song Kim Đồng đã bị trúng đạn và anh dũng hy sinh tại chỗ, ngay bờ suối Lenin. Hôm ấy là ngày 11 tháng Giêng âm lịch năm 1943, anh vừa tròn 14 tuổi. Ngày nay, mộ của Kim Đồng đã được đội viên cả nước góp phần xây dựng tại nơi anh ngã xuống. Ngày 15 tháng 5 năm 1986. Nhân kỷ niệm lần thứ 45 ngày thành lập đội, mộ của anh và tượng người đội viên liệt sĩ anh hùng Kim Đồng đang tung con chim sáo bay lên đã được khánh thành. Từ đó đến nay nơi đây đã trở thành khu di tích Kim Đồng chào đón các thế hệ thiếu nhi Việt Nam đến nơi thành lập đội thiếu niên tiền phong, với người đội trưởng đầu tiên của mình. Đến với quê hương cách mạng có suối Lenin, có núi Các Mác và hang Bắc Bó mãi mãi khắc sâu trong tâm trí của thiếu nhi Việt Nam.